Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 và của Hội đồng Nhân dân thị xã Đông Triều khóa 19, chiều ngày 22 tháng 11, đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Trực ủy Ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Đông Triều đã có buổi tiếp xúc gặp gỡ cử tri các xã phường Đông Triều, Hồng Phong, Thủy An, Tân Việt, Đức Chính, Việt Dân. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Đông Triều đã được nghe đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thông báo dự kiến nội dung, thời gian chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đồng thời nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã thông tin về nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19 cũng như những kết quả về kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2019 và một số nhiệm vụ quan trọng của năm 2020. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương nêu trên rất phấn khởi trước kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của thị xã đã đạt được. Đồng thời, đề xuất một số ý kiến liên quan đến các vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ thôn khu, bản, vấn nạn ma túy cần được giải quyết, đầu tư ngân sách mở rộng các tuyến đường để phát triển đô thị, an toàn giao thông khu vực ngã năm còn bất cập về gờ giảm tốc gây tiếng ồn khi có các xe tải trọng lớn lưu thông trên đường, phát triển mở rộng dịch vụ trong các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, giải quyết một số tồn tại với cán bộ cấp xã. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đồng chí hứa sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét trả lời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.